Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 1 trong 116 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau: tìm hiểu thêm về tính đối xứng trong tự nhiên với vật chất, cây cối, chim, thú, trong nghệ thuật, trang trí, trong thiết kế, trong công nghệ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tính đối xứng trong tự nhiên. Thì trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất phong phú đa dạng. Chẳng hạn như chiếc lá bạc hà có tính đối xứng trục, hoặc là con sao biển ta thấy nó cũng có tính đối xứng trục này, hoặc là những cây xương rồng mini này, ta thấy những cây xương rồng mini này thì vừa có tính đối xứng trục vừa có tính đối xứng tâm, đúng không? Như vậy là trong tự nhiên, tính đối xứng sẽ tạo ra sự cân bằng, hài hòa, trật tự, và nhờ đó tạo ra tính thẩm mỹ của các loài động vật, thực vật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tính đối xứng trong công nghệ. Thì trong công nghệ chúng ta dễ dàng nhận ra các bố cục có tính chất đối xứng với nhau. Ví dụ như trong thiết kế ô tô thì ta thấy nó có tính chất đối xứng. Hoặc là trong thiết kế máy bay chúng ta cũng dễ dàng nhận ra tính đối xứng trong thiết kế. Ngoài ra, tính đối xứng còn được sử dụng trong thiết kế kiến trúc. Các công trình kiến trúc nổi tiếng thì ta thấy đều có sử dụng tính đối xứng trục. Đây các bạn quan sát, đây chính là hình ảnh của đền Liên Hoa ở Ấn Độ. Ta thấy đây là một công trình kiến trúc rất là nổi tiếng, có sử dụng đối xứng trục này. Bố cục thì rất là hài hòa, cân đối với nhau. Đây chính là hình ảnh của Thư viện Quốc gia Belarus. Ta thấy cũng có sử dụng tính chất đối xứng trục, đúng không? Nhìn rất là cân đối, hài hòa với nhau. Như vậy là cô đã vừa giúp các em tìm hiểu tính đối xứng trục trong tự nhiên, trong công nghệ và trong thiết kế kiến trúc. Về nhà thì các em có thể tìm hiểu thêm các ứng dụng của tính đối xứng trục trong thực tiễn. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 1 trong 116 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.